Tập 36 Trận chiến mộng ảo. Hoàng đế là ai vậy anh? Là người cai trị đất nước. Ôi, anh đã được gặp ngài ấy bao giờ chưa? Chúng ta sẽ được gặp ngài sớm thôi. Thế giới đang thay đổi từng ngày mà. Anh như vậy đã nhiều ngày rồi đó. Không tính luyện tập nữa hả? Anh không thích luyện võ nữa. Tẻ nhạt lắm. Gì đây? Anh à, có chuyện gì vậy? Cô gái này được chọn trở thành thứ phi thứ năm của hoàng đế. Thứ phi sao? Đi thôi. Cứu em với. Anh ơi, Ủy sang nhang y gà hoàng dê nìm mê buýn. Nếu là hôn lễ với hoàng đế thì mình hoàn toàn ủng hộ. Tuyệt vời. Bánh mì hoàng đế, cùng chúc tân đế lên ngôi. Ăn vào là nghiện. Xin chào. Của anh chị đây. Cảm ơn đã ủng hộ. Lấy cho tôi một cái. À không, ba cái. Lại là anh. Chờ tôi một lát nha. Trẫm sẽ ban thưởng cho các thần dân của trẫm dựa trên những lễ vật cống nạp cho trẫm. Hoàng đế diên thuật. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế diên thuật, vạn tuế. Hoàng đế diên thuật, vạn tuế. Chúa công. Cơn đau đầu này là sao vậy? Chúa công. Chúa công. Chúa công. Chúa công. Cái đầu của tôi. Chúa công. Chúa công. Chúa công. Hãy tỉnh dậy đi. Chúa công. Chúa công. Quân trưởng, quân hãy tỉnh dậy đi. Đại ca, ngài là thiên hạ đệ nhất. Xin ngài mở mắt ra đi. Xin thừa tướng hãy tỉnh dậy. Xin ngài mở mắt ra đi. Vô ích thôi. Trước tiên phải phá vỡ thứ này đã. Hãy ra đòn cùng một lúc nha. Sét giật sấm rền, dữ dội như lửa, phong tỏa tử phong, thiên giới tiên thuật. Chúa công, tỉnh dậy đi. Yeah.
Quả bom này khiến người ta rơi vào ảo mộng. Chắc là lãnh chúa của phe ta đang ở trong mộng tưởng của tên kia. Bố, nếu không làm cho họ tỉnh dậy, họ sẽ mất đi ý thức vĩnh viễn. Ngươi định đi vào trong ảo mộng đó sao? Thiên thần không được phép xâm phạm ý thức của con người. Nếu xảy ra sơ suất gì thì chắc chắn sẽ bị tan biến. Ảo mộng này hẳn là ước mơ của hắn đặt cược trong trận chiến trong mơ. Phải có một người vào đó và đưa họ trở về. Và người đó là ta. Nếu không thấy ta trở lại, hãy cố gắng tìm cách khác. Chúa công, Chúa công, Chúa công, có vẻ ở trong đây rất hợp với ngài thì phải. Ngài đã quên đi ước mơ của mình rồi sao? Anh là ai vậy? Ước mơ của tôi là trở thành thợ làm bánh mì siêu hạng. Anh làm gì vậy? Bánh mì của tôi. Tôi thật hối hận khi đặt cược sinh mạng mình vào ước mơ của ngài. Ngài từng nói rằng ước mơ của ngài là làm cho mọi người hạnh phúc. Lúc nào ngài cũng hô to ước mơ của mình. Vẫn còn bánh mì sao? Đây là bánh mì kẹp xúc xích. Gia Cát Lượng, ồ, thấy rồi nha. Hai người sẽ bị hành hạ trong thế giới của ta. Mang hai kẻ đó đến đây. Thấy trẫm sao còn không mau quỳ xuống? Quỳ xuống mau. Dừng lại. Tâu sách, tỉnh lại đi. Tâu sách, chúng ta đang mắc kẹt trong thế giới do diễn thuật tạo ra. Tất cả chỉ là hư ảo. Trận chiến trong mơ vẫn chưa kết thúc. Sao hắn biết được chứ? Một tên thiên thần đột nhập vào đây sao? Bắt lấy bọn chúng. Thiên giới tiên thuật khỏa công. Ở trong ảo mộng này thì phép thuật không có tác dụng. Chúng ta cần Tôn Sách và Tào Tháo hỗ trợ. Tôn Sách, tôi và anh từng tỉ thí với nhau. Hãy nhớ lại ước mơ của anh đi. Hãy chiến đấu cùng tôi. Tào Tháo, chúng ta phải khiến cho hắn giác ngộ. Mau tỉnh lại đi. Anh cam chịu đứng nhìn thế giới này bị cái ác lấn át sao? Chúng ta có thể đấu đá lẫn nhau, nhưng không thể dứt bỏ ước mơ như thế này. Hãy tỉnh lại đi. Tôi cầu xin hai người. Thank you.
hiệp hội nào. Ta đã nói rồi mà, sẽ như thế nào nếu xảy ra trường hợp xấu nhất? Nếu như người chỉ lo cứu mọi Lưu Bị thì sao? Không có chuyện đó đâu. Nhanh chóng giải quyết chỗ này rồi xem ai mới là người mạnh nhất. Cầm lấy. Ta nóng rồi đó. Ta sẽ diệt trừ mầm mống ác quỷ trong cơn ảo mộng này. Nhân vật, ngươi sẽ phải hối hận. Phân thần nhất thể. Ma thuật đánh dấu, ma thuật tìm kiếm, vòng tay ma thuật. Đừng có mơ làm giấy bẩn thế giới của ta. Bắt lấy chúng. Chúng ta đã làm gì ở đây vậy? Rồi còn ăn giận như thế này nữa chứ. Chắc chắn là tên viên thuật rồi. Có ba tên cỏn con thôi, bắt chúng ta lên. Kẻ nào dám? Các ngươi muốn chơi chứ gì? Các ngươi sẽ toàn nguyện. Quân thần nhất thể, hiệp sĩ kỹ linh, ảo chi di thực, thực chi di ảo. Đến lúc trình diễn rồi. Đây là kết cục của những kẻ phản tặc. Tam hợp chí, hỏa không, lôi công, băng pháo, bắt kè tam kích. Các ngươi đang ở trong thế giới của ta, nên đừng có mơ tới chuyện đánh bại ta. Nếu như các ngươi khấu đầu nhận tội, thì trẫm sẽ chừa cho một con đường sống. Hắn ta nói đúng, không thể một mình đánh bại hắn được. Tôn Sách, Tào Tháo, chúng ta hợp lực lại nào. Đúng ý tôi đó. Như thế còn tốt hơn là nô lệ. Lũ phản tặc, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Các người đang hợp bọn ta mới chính là tam hợp thực sự. Ta tin ở đệ Quang Vũ. Đến lúc kết thúc rồi. Ước mơ sáo rỗng của ngươi đến đây là kết thúc. Thái sử từ kim hổ cảm, Hạ Hầu Hỏa phụ cảm, Quang Vũ thanh long cảm. Đế vương ta sẽ trường tồn, đấu trường tối hậu. Chẳng cần có những bề tôi trung thành. Đến đây, thiên binh thần quân. Thiên binh thần sấm.
gì vậy? Hắn ta phóng xét khiến cho thiết giáp bị hư hỏng nặng. Tên hèn hạ, đừng lấy này. Đừng có mơ tưởng là đánh bại được ta. Đây là thế giới của ta. Ngươi sai rồi. Khi bọn ta hợp sức lại thì chắc chắn sẽ thắng. Ta thà hợp sức còn hơn thua trận tại đây. Vậy thì lên thôi. Sao vậy? Không thể điều khiển được. Trận chiến trong mơ có thể tồn tại một truyền thuyết. Khi các lãnh chúa với những ước mơ khác nhau hợp sức lại thì cỗ máy huyền thoại mạnh nhất sẽ xuất hiện. Khang Nim Anta, chúng ta đã đứng trước thời khắc đó sao? Cái 전설의 순간? Đây là... ẩn chứa trong sự bất diệt. Giáng lâm huyền thoại vĩnh hằng đại dương. Đòn kết liễu, giết chết sự bất tận. Đoạn tấn công vừa rồi đã tạo ra một lỗ hổng ở ảo mộng này. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì sẽ không thể quay về nữa. Phải nhanh lên. Mạnh vào trước. Ngươi sẽ bị kẹt lại ở đây vĩnh viễn. Bỏ tay ra. Ta không muốn sống cuộc sống của một kẻ thua cuộc. Ở lại đây tốt hơn. Đây là thế giới của ta. Chúa công, sự thật vẫn mãi là sự thật thôi. Chúa công, cánh cổng đang đóng lại rồi. Phải đi thôi. Tôi xin lỗi và các lượng. Thiên giới tiên thuật tuôn phong. Không được. Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng, Gia
Gia Cát Lượng không kịp qua sao? Thiên thần không thể tồn tại trong ảo mộng của con người được, đồng nghĩa với việc bị tan biến. Gia Cát Lượng, tôi xuống trần thế để rồi sẽ phải nhận kết cục này sao? Chúa công, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Dù không còn tôi ở bên thì ước mơ ngốc nghếch của ngài nhất định người sẽ phải thực hiện được. Ngươi còn ở đây làm gì? Thế giới của hoàng đế Diên Thuật không chào đón một thứ hạ đẳng như ngươi. Thật giấy bẩn, biến khỏi đây mau. Tôi xin lỗi Gia Cát Lượng. Tôi xin lỗi. Có ai đó vừa mới ra đi phải không? Vì tôi mà Gia Cát Lượng đã... Làm thế nào mà ước mơ ngốc nghếch đó của ngài, tôi không nghĩ là ngài có thể một mình thực hiện được. Tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Tôi cứ nghĩ là sẽ lại mất cậu như lúc tôi mất đi từ thứ vậy. Cho đến khi thực hiện được ước mơ của ngài, tôi sẽ không biến mất đâu. Đây là thế giới của hoàng đế Diên Thuật. Quyết định ở trong ảo mộng đó sao? Ta không tính tới trường hợp này. Trận chiến trong mơ quả là thú vị. Tuyệt vời.